Xin chào anh em nhé. Clip này thì tiếp tục test những cái sản phẩm rất là đẹp cho anh em. Thì đây là một cái chiếc cục đẩy bãi 2 kênh và thương hiệu của DK và cái mã MK800. Với dòng này thì nó thương hiệu của Anh Quốc nhé anh em nhé. Và nhà máy thì đặt ở Trung Quốc. Và cái mã này thì công suất của nó là 800W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và khi anh em đánh ở chế độ 4 ohm thì nó lên 1200W nhé. Với phân khúc mà anh em đánh được 2 cặp 40 này hoặc 2 cặp 30 thì nếu anh em full thì con này tiếng đánh rất là căng nhá, từ cái dòng full đôi và những cái dòng súp kép 40 và từ 2-100 thì nó cũng đánh được anh em nhé. Với chiếc cục đẩy này thì anh em có thể sử dụng đánh full cũng như đánh súp rất hay, nhất là những anh em đi kéo kéo đấy thì anh em dùng những chiếc cục đẩy này rất là ok, bởi vì là cái phân khúc những chiếc cục đẩy này tiếng bát rất là lực luôn và cái giải lời cực là tốt. Con này nó ra cái giải âm rất là hoàn thiện và khi anh em sử dụng để bê lại thì con này nó rất là gọn cho các bác luôn. Nói chung là hình thức đẹp, chất âm hay và công suất lớn. Đặc biệt là cái model ngày nay về cho anh em là cái model đời cao anh em nhé. Cái đát của nó rất là cao. Nó sản xuất năm 18 và với những cái sản phẩm này thì nó đẹp từ nội thất lẫn hình thức bề ngoài. Đấy. Thì video clip trước cũng thông báo cho anh em những cái sản phẩm này về và được rất rất nhiều anh em ủng hộ, và tiếp tục ngày hôm nay thì lại có những cái sản phẩm này về lên đơn cho anh em. Thì giá thành của con này rất là tốt cho anh em luôn. Nếu anh em tham khảo những cái mẫu đẩy của bên cửa hàng thì anh em có thể lưu tâm ở cái model này, vì cái model này anh em đánh trong gia đình cũng rất là hay, và anh em đánh ở quán cà phê, phòng trà, mini thì anh em sử dụng con này, một hoặc hai con này thì đều là cần cả một dàn loa nhé. Con này tiếng rất là sâu, tiếng bass rất là lực luôn và đẹp, nó rất là đẹp luôn. Với những cái đẩy bãi thì nó đời cao đấy, thì khi anh em mua về sử dụng thì hầu như là nó chỉ dùng sơ qua, dùng lướt thôi, thì những chiếc cục đẩy đó thì bên cửa hàng tuyển chọn được cho anh em, cũng như là chắt lọc những cái sản phẩm hàng đẹp để tuyển chọn về cho anh em đó. Những cái sản phẩm như vậy thì anh em sử dụng chơi nó rất là bền. Để một chiếc cục đẩy mà nó khỏe đấy, thì anh em để ý đến từ phần mạch này, phần nguồn, phần mên. Con này thì nó sử dụng cho anh em một cái sò, cũng cửa hàng bán rất là nhiều cái dòng mã sò này, đó là sò San Ken. Con này sử dụng cho anh em rất là nhiều sò mạch cả H nhé. Mạch H thì hiệu suất nó đưa ra khoảng 80% công suất đấy. Thì con này nó sử dụng cho anh em là 36 sò công suất sò San Ken. Mà khi cái sò nó đảm bảo công suất rồi thì anh em để ý phần tụ. Thường thường chúng ta khi bắt gặp những cái dòng nguồn xuyến ấy, dòng phân khúc thì nó tụ nó từ 63V lẫn đến 100V là cao. Thì con này nó dùng cho anh em là 120V anh em nhé. 120V. Đấy. Vôn rất là cao nhé. Mà nó sử dụng 4 cái tụ rất là to bằng mặt máy luôn. Đấy. Bên cạnh đó thì linh kiện của nó là linh kiện cắm chân. Linh kiện cắm chân thì anh em sử dụng thì nó cũng, nói chung là từ những cái dòng linh kiện vì dán nó cắm chân mà cái thương hiệu lớn thì anh em yên tâm. Nói chung tất cả những cái sản phẩm khi các nhà thiết kế sáng tạo ra thì chắc chắn một điều là đều có những cái linh kiện để khi anh em sử dụng giả sử như nó lỗi vạch thì anh em có thể thay thế được rất là dễ nhá. Còn nguồn con này khoảng 18cm cho anh em. Đấy. Con này nguồn dài cho anh em luôn, hàng rất là đẹp. Đấy. Nói chung là những sản phẩm này thì được anh em khi lên đơn thì được anh em lên đơn rất là nhanh. Sử dụng đằng sau thì anh em thấy là con này nó đầy đủ các chế độ cho anh em luôn. Và với anh em muốn linh lai những chiếc đẩy hoặc là linh lai cho các thiết bị khác như âm ly để công suất thì anh em sử dụng cái này. Đấy, nó bên cạnh đó thì có cả giặc siết nhá, giặc níu trước cho anh em vào nguồn rồi. Cực kỳ là gọn nhẹ và công suất thì cực kỳ là lớn. Chất âm thì con này tiếng rất là bay, đánh rất là căng luôn. Thì mới cái mẫu đẩy này thì cửa hàng nhập về cái lô đời đắt cao và công suất rất là lớn cho anh em. Và giá thành thì ngày hôm nay rất tốt cho anh em. Hiện tại đang có giá cho anh em cực tốt. Giá những chiếc cục đẩy này đang là 4.500.000 anh em nhé. Anh em 4.500.000.
Thì nếu anh em quan tâm đến những dòng sản phẩm này thì anh em có thể liên hệ đặt hàng và chốt đơn trực tiếp tới số máy của bên cửa hàng, đó là số 0396 855 89. Với anh em là người mới xem kênh ấy, thì anh em có thể đăng ký kênh ngay, ấn nút like ấy, đăng ký kênh và anh em nhấn vào quả chuông thì sẽ được cập nhật những cái video thường xuyên như này. Có những cái sản phẩm nó sẽ phù hợp cho anh em rất là nhiều và hàng nó sẽ tuyển đẹp cho anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã theo dõi những video clip của bên cửa hàng. Hẹn lại anh em trong video tiếp theo.